cái bệnh thường gặp của em nó là gọi là tất cả các dòng rát luôn á. Hay thường gặp có một cái yếu điểm như nè, mình đi phân nhiều là nó sẽ bị thối mầm gốc. Hoa Lan Thanh Thiện kính chào cô chú và anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu mình một mặt hoa nữa nha anh chị, đó là dòng lan bờ rát. Rát tên nó đầy đủ, mình đọc đầy đủ là Rát Savola. Cái họ nhà nó thì nó sẽ chia rất là nhiều loại. Còn em này có tên riêng nữa nha anh chị, tên là Nữ Hoàng Bóng Đêm. Để mình phân biệt nhiều khi mình chơi lan á, mình cũng tìm hiểu về cái loại lan của mình đang chơi nó có tên gì. Thì đây, em nó là Nữ Hoàng Bóng Đêm. Hoa nó là một màu trắng toát luôn á anh chị. Để em coi có dính thuốc không. Cái màu xanh xanh này là dính thuốc nóng nha anh chị. Còn ở trên này là màu hoa của em nó đây. Em này thì rất là xuyên hoa luôn anh chị. Còn một điều nữa là nó thơm nha. Nhưng mà cái ưu điểm nó chỉ thơm vào buổi tối. Nó thường cái dòng mùa rát thì hoa sẽ nó thơm vào buổi tối, thiên về buổi tối hơn tất cả luôn á. Hoặc là sáng sớm khi mà mặt trời chưa lên, với lại chiều tối mà mặt trời đã khuất thì em nó bắt đầu tỏ mùi hương ra. Dòng này thì dễ chăm lắm, mình chỉ cần trồng giá thể bằng giá thông cũng được, bằng dừa cũng được. Giá thông thì mình trồng nó sẽ lâu hơn. Còn về cái cách chăm nó thì rất là dễ luôn, mình có thể đi phân bón bình thường. Còn nếu mà mình có một hai chậu thì khỏi cần phân bón, thì nó vẫn cho hoa. Mà một khi ra hoa thì lên cây con là có hoa. Đây, anh chị nhìn nè, đó. Dòng này chơi rất là thích. Đây là cái giò hoa đã cắt rồi nè, anh chị thấy không? Đó, lên cây con là có hoa, lên cây con là có hoa. Nhưng mà cũng không cần phải kích để lên cây con luôn. Một khi mình chơi tàn ha, mình cắt cái vò hoa này rồi thì ở dưới nó sẽ bật mầm lên cây con liền luôn. Nên là khi mình chơi cái dòng em này rất là thích luôn. Cái bệnh thường gặp của em nó là gọi là tất cả các dòng bờ rát luôn á. Hay thường gặp có một cái yếu điểm như nè, mình đi phân nhiều là nó sẽ bị thối mầm gốc. Mà thối mầm gốc thì không thể có con được. Nên là mình chăm sóc, mình lưu tâm cái chỗ, cái điểm là mình trồng giá thể không có được lấp, không có được lấp cái mắt ngủ của em nó. Và không có được che lên cao quá. Cao như vậy anh chị thì nó sẽ, khi mà cái cây con nó nhảy ra nó dễ bị thối. Tại vì nó sẽ bị cái ánh nắng nó không có chiếu trực tiếp vào thường nhiều á, thì giá thể nó đang bị che lại. Mà khi nó mới bung ra thì cái là gọi là nó dùng hết sức lực, xong rồi cái nó bị ánh sáng bị lấp đi, nó dễ bị thối. Nên chồng mình lưu tâm cái chỗ này, mình đừng lấp cái gốc nó, để cho cái gốc nó thoáng thì nó sẽ đỡ bị thối. Còn về bệnh á thì nó hay có cái, thêm một cái bệnh nữa là dòng bờ rát nó hay cái bệnh cái lá này nè, nó hay bị đen lá. Thì mình có thể phun thuốc nấm bằng cái gốc có Metalisil là được. Bất kỳ loại thuốc nào mình có cái gốc đó thì mình phun để mình hạn chế. Và khi mà cái lá trồng lâu á, lá trồng lâu thì nó sẽ bị đây là bệnh của em đó nè anh chị. Anh chị thấy không? Đó, đây là triệu chứng bình thường gặp giờ cái dòng lan Brass. Còn nếu mình trồng lâu thì cái lá của nó dendro hết anh chị, cái lá nó sẽ rụng. Còn Brass thì nó rất là khó rụng. Đây vì nó là dòng một lá mà. Đó, nó sẽ bị già như thế này, gọi là lá già. Mình thấy một thời gian á, mình thấy nó vàng nhiều gì mình cắt đi để nhìn cho nó đẹp. Để nó tự rụng thì hơi lâu. Với lại khi nó tự rụng á, nó có thể có một cái yếu điểm như nè. Khi nó tự rụng thì nó có thể là mùa nắng thì không sao, chứ mùa mưa rụng thì cái lá này nếu mà nó nhũn ra thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới các mầm gốc của mình, rất là khó luôn. Tắt chị ca. Cái dòng Brass này thì nó là dòng một lá mà anh chị, với lại nó có thể chịu được nắng 100% luôn. Nên khi mà mình chăm á, mình thấy cái bụi lùm lên nè nhiều quá, mình có thể mình tách chiếc, mình trồng vô cái thân rổ, miễn thân rổ nhà mình, cái cây gì đang còn sống cũng được. Còn nếu không thì mình chọn cái thân rổ nào mà giống như là cây sao hay là cây vú sữa, cây nhãn, mình bó nó vào. Mình bó nó vào thành một cái, mình lấy một khúc lũa đó mình bó nó vào, mình treo nó lên là được rồi, không có cần phải nhiều giá thể đâu. Em này rất là dễ chăm, mình có thể bỏ rớt nó ở, gọi là sao, mình quăng nó vào gào nó cũng sống nữa. Và mình cũng có thể ghép vô ở bờ tường á, bờ tường mà mình bằng bằng gạch đỏ nè, nếu không thì bằng bê tông
vẫn được nha anh chị. Em cũng có làm rồi, em thấy là nó vẫn cho hoa và nó chỉ được nắng 100% khi nó có nắng được 100% anh chị. Là phải đỡ, rất là đỡ thế thôi, thối cái mầm con lắm. Tại vì trong nắng nó có rất là nhiều canxi, nên là khi mình trồng 100% nắng thì cái vòi hoa này không chỉ mà xiên đâu, một khi nó lên hoa không chỉ riêng là 3 đến 4 hoa đâu, nó sẽ rất là nhiều hoa luôn. Nếu mình ăn nắng nhiều anh chị, 100% nắng là một cái vòi hoa là, đây anh chị ngắm giùm em, 5, 6, 7, 8 nụ là chuyện bình thường. Còn cái lá nó có thể vượt trội, có nghĩa là khi mình trồng ở trong mát á, cái lá nó tầm khoảng nhiêu đây ha, khi mình trồng nắng nhiều cái lá nó sẽ tầm khoảng hơn một gang tay của mình luôn, và lá của nó sẽ nở to ra thêm nữa nha anh chị. Nên là khi mình trồng á, anh chị nào mà nhà có nắng nhiều á, mình chọn thử em này, mình treo ở vị trí nắng nhiều, anh chị sẽ thấy một điều kỳ tích là hoa chơi quanh năm mà buổi tối á, nó sẽ phản xuất cái mùi thơm, mình rất là thích. Nếu mình chưa có thì thử kiếm một chậu, nó không chỉ riêng màu trắng đâu anh chị, có rất là nhiều màu luôn. Mình kiếm một chậu về, mình để thử coi em nói có đúng không. Nếu mà ở nhà mình có rồi á, anh chị có thơm hay là có đẹp hay là đúng như lời em nói á, cho em một cái bình luận ở dưới để mình có tương tác với nhau, với là có động lực để coi mình có đồng cảm chơi lan, có cái cảm nhận và cái sự chăm sóc lan nó có giống nhau hay không nha anh chị. Đừng quên cho em thêm một cái like nữa, một nút like nha anh chị. Chưa nhấn nút đăng ký thì ủng hộ, nhấn nút đăng ký ủng hộ em với ạ. Em xin mến chào tạm biệt ạ.